16 giờ chiều ngày 23 tháng 3 năm 2013 tại văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, chùa Ấn Quang, số 243 Sư Vạn Hạnh, quận 10, đã tổ chức chương trình Giờ Trái Đất với chủ đề Trái đất này là của chúng mình. Sự kiện này đã được sự hoan hỷ chấp thuận của chư tôn đức lãnh đạo giáo hội tại thành phố Hồ Chí Minh và chính quyền địa phương, với sự hiện diện chứng minh tham dự có Đại đức Thích Phước Huệ, chủ nhiệm câu lạc bộ Hoằng Pháp Trẻ, Đại đức Thích Lệ Minh, chứng minh đạo sư hội 14 chữ, Đại đức Thích Chí Giác Thông, chủ nhiệm câu lạc bộ Hương Từ Tâm, đạo diễn Điệp Văn, giám đốc hãng phim Phật giáo Sơn Việt và hàng ngàn Phật tử đồng hưởng ứng. Đoàn diễu hành xuất phát tại chùa Ấn Quang rồi đi tiếp đến nhà truyền thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, chùa Phổ Quang, số 64/3 Quỳnh Lan Khanh, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Với cự ly đường dài gần 20 km, đoàn khởi hành dẫn đầu là các tăng ni Phật tử, tiếp theo đó là hội 14 chữ, câu lạc bộ Nhân Sinh, câu lạc bộ Hương Từ Tâm cùng các nhóm khác, và có sự tham gia của ca sĩ Hùng Thanh, ca sĩ Quang Hà. Anh đã nhận lời mời của ban tổ chức làm đại sứ thiện chí cho chương trình. Tôi và bạn hãy cùng tham gia chiến dịch Giờ Trái Đất năm nay. Hãy cùng nhau thể hiện sức trẻ, nhiệt huyết của mình trong việc hưởng ứng các hoạt động về môi trường và góp phần kêu gọi mọi người cùng chung tay vì một môi trường xanh và sạch hơn. Đoàn diễu hành đi qua đường Ngô Gia Tự, Điện Biên Phủ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Văn Trỗi và Phổ Quang. Trong không khí vui tươi của các sắc màu cờ phướng và biểu ngữ, đoàn diễu hành đã tạo được ấn tượng từ những người tham gia lẫn khách đi đường. Đại đức Thích Lệ Minh cho biết, đây là một chương trình ý nghĩa, đóng góp nhiều lợi ích cho cuộc đời, được rất nhiều bạn trẻ trong hội yêu thích. Rất mong quý vị Phật tử, bạn trẻ mến đạo và cả những bạn trẻ tham gia hưởng ứng Giờ Trái Đất năm 2013 cùng hoan hỷ, sống trong tinh thần cộng sinh, biết ơn và nuôi dưỡng, thực tập bảo vệ trái đất bằng cách thực hiện những lời kêu gọi có tính chất xây dựng để trái đất mãi xanh hơn. Gặt một chiếc lá khô rơi trên đường. Chỉ cần trồng một mầm cây xanh trong vườn. Chỉ cần một người một tiếng hát, chỉ cần một người một bàn tay. Chỉ cần hôm nay đừng quên ngày mai. Tuổi xuân chúng mình là hoa hướng dương dưới mặt trời. Hãy giữ mãi mãi màu xanh trái đất thân yêu này. Kết chiều bàn tay, anh em ơi kết chiều bàn tay, thành một vòng tay quyết giữ xanh hành tinh này. Tuổi xuân chúng mình là hoa hướng dương dưới mặt trời. Hãy giữ mãi mãi màu xanh trái đất thân yêu này. Kết chiều bàn tay, anh em ơi kết chiều bàn tay, thành một vòng tay quyết giữ xanh hành tinh này. Lá khô rơi trên đường. Chỉ cần trồng một mầm cây xanh trong vườn. Chỉ cần một người một tiếng hát, chỉ cần một người một bàn tay. Chỉ cần hôm nay đừng quên ngày mai. Tuổi xuân chúng mình là hoa hướng dương dưới mặt trời. Hãy giữ mãi mãi màu xanh trái đất thân yêu này. Kết chiều bàn tay, anh em ơi kết chiều bàn tay, thành một vòng tay quyết giữ xanh hành tinh này. Tuổi xuân chúng mình là hoa
dương dưới mặt trời. Hãy giữ mãi mãi màu xanh trái đất thân yêu này. Kết chiều bàn tay, anh em ơi kết chiều bàn tay. Thành một vòng tay quyết giữ xanh hành tinh này. Tuổi xuân chúng mình là hoa hướng dương dưới mặt trời. Hãy giữ mãi mãi màu xanh trái đất thân yêu này. Kết chiều bàn tay, anh em ơi kết chiều bàn tay. Thành một vòng tay quyết giữ xanh hành tinh này. Tuổi xuân chúng mình là hoa hướng dương dưới mặt trời. Hãy giữ mãi mãi màu xanh trái đất thân yêu này. Kết chiều bàn tay, anh em ơi kết chiều bàn tay. Thành một vòng tay quyết giữ xanh hành tinh này.